Xin chào các bạn. Mình là Trần Bích Nga đến từ câu lạc bộ nhảy Thanh Xuân. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thấy cái sự khác biệt trong ba cách nhảy cha cha cha. Cách thứ nhất đó là các chị em nhảy bình thường sẽ nhảy như sau. 1 2 cha 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 2 2 cha 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 3 2 cha 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 4 2 cha cha cha. cha cha cha. Đó là cách nhảy của các chị em mới học và chưa có học hiểu biết thêm về cái cách đứng về cái cách nhảy cha 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 khi các bạn học một thời gian các bạn sẽ nhảy đẹp hơn như sau đây là ngang trước các bạn nhé đây một hai cha 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 hai hai cha 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 ba hai cha 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 bốn hai cha 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 bây giờ đi lên nhá một hai cha 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 hai hai cha 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 ba hai cha 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 bốn hai cha 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 đó là khi các chị em đã học một thời gian và biết cách nhảy vì vậy, vậy bây giờ có cái gì khác biệt trong nhảy cha 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 của dance sport bây giờ mình sẽ quay lại để các bạn hình dung nhá dance sport người ta sẽ đứng như thế này trước hết là cái form đứng phải rất là thẳng nữ của chúng ta đã có một câu nói đùa đó là ngực tấn công mông phòng thủ đúng không ạ cái ngực đưa ra phía trước cái lưng nó như thắt đáy lưng ong đấy, rất là thẳng các bạn đấy, đây mình sẽ đứng ở đây cho các bạn coi bắt đầu nhảy cha 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 ngang các bạn nhé một hai cha 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 hai hai cha 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 ba hai cha 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 bốn hai cha 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 đây là cha 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 dọc các bạn ha một hai cha 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 hai hai cha 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 ba hai cha 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 bốn hai Cha cha cha. Bây giờ mình sẽ đứng nghiêng đi bước dọc để các bạn hình dung nhá. Đây một hai cha chợ cha hai hai cha chợ cha ba hai cha chợ cha, cha bốn hai cha cha cha, cha. một hai cha 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 hai hai cha 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 ba hai cha 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 bốn hai cha 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 đây là cha 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 dọc các bạn một hai cha 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 hai hai cha 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 3 2 cha 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 4 2 cha 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 Các bạn thân mến, việc các bạn quyết định mình sẽ tập bình thường hay là mình tập đẹp hay là mình tập kiểu dance sport là do các bạn quyết định và lựa chọn. Tuy nhiên, nếu như các bạn chọn cách nào thì cũng cần phải dành thời gian để luyện tập thì nó mới đẹp được chúc toàn thể các chị em học nhảy vì sức khỏe học nhảy vì niềm vui hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp xin chào và hẹn gặp lại